Vâng, tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên em lại giới thiệu một mẫu xe Kia Cerato được sản xuất năm 2009 với cái động cơ là 1.6 số sàn các bác nhé. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Kia Cerato số sàn. Cái mẫu xe này đang được bên em chào bán với mức giá là 310 triệu đồng. Phí trên đã bao gồm rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Cái mẫu xe này thì rất là phù hợp cho những bác nào mà có ý định về làm dịch vụ. Đấy, rất là phù hợp luôn. Về làm dịch vụ hay là đi chơi, hay là sử dụng cho công việc đi làm hàng ngày là đều ổn định hết, vì nó mang cái động cơ là 1.6 thôi. Mang cái động cơ 1.6 số sàn thì rất là vô cùng tiết kiệm nhiên liệu và rất là dễ sử dụng. Và nó là một mẫu xe nhập khẩu các bác ạ. Nhập khẩu thì rất là bền rồi. Mức tiêu hao nhiên liệu của này không nhiều. Mức tiêu hao nhiên liệu của con này nếu mà được hỗn hợp thì là tầm khoảng 8 lít. Và đường trường của nó thì tầm 6 lít rưỡi được các bác nhé. Xe thì được tích hợp rất nhiều những thứ tiện nghi an toàn, đó là phanh ABS này. Đấy, và cảm biến lùi, camera lùi, túi khí an toàn. Đấy. Và thêm được cả là xi nhan tích hợp trên gương nhé. Đấy. La răng đa chấu rất là đẹp. Phanh đĩa 4 bánh. Chỉ với 310 triệu đồng thôi thì bên em sẽ bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Đây là một chiếc xe là hoàn toàn không qua dịch vụ taxi gì cả. Và keo chỉ không hề bị mất một phân nào đâu các bác nhé. Không hề bị mất một phân keo chỉ nào. Em cam kết các bác đây là một chiếc xe zin nguyên bản luôn. Không hề tai nạn đâm đụng hay ngập nước gì cả. Mà không hề chạy qua một ngày dịch vụ taxi. Chỉ để sử dụng đi làm thôi. Số sàn. Đây, ốc bản lề hay là tất cả những lòng trong cánh cửa đây. Đấy. Ốc bản lề hay là móc khóa nhìn rất là mới này. Sơn zin con này thì sơn zin của chiếc xe này phải còn đến 80% các bác nhé. Vì em nhìn còn nhiều sơn zin lắm. Lòng trong cánh cửa này chưa hề dính một tí sơn ta nào, chưa hề có một lốt bấm nào cả. Một chiếc xe hoàn toàn không tai nạn đâm đụng gì cả và hoàn toàn không qua ngày một ngày dịch vụ taxi các bác nhé. Đấy, loa nghe nhạc này 4 cánh luôn. Đấy. Lên xuống kính đây. Đấy, táp ly rất là đẹp, táp ly thiết kế rất là đẹp các bác nhé. Các bác gì? Nội thất 5 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn. Nội thất mang tông màu đen nhé. Tông màu đen nhìn rất là khỏe và sạch sẽ. Ngoại thất thì màu bạc rồi, tông màu bạc này, nhìn rất là sáng xe. Đấy. Rất là sáng xe luôn. Đây phần hậu của nó. Xe mang biển Hà Nội này. Đèn hậu nhìn rất là sáng luôn các bác nhé. Kia Cerato nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Chỉ với 310 triệu đồng thôi. Chiếc này còn đi chắc chắn và nhìn còn sang trọng hơn là Vios các bác nhé. Vios mà 2009 thì cũng tầm tiền đó mà có khi là còn hơn. Nhưng mà chiếc này xe Hàn Quốc thì đúng là nó rẻ hơn một chút. Nhưng mà chất lượng của nó đấy, đến thời điểm hiện tại mà khi chúng ta sử dụng, mà rất nhiều người sử dụng bây giờ nói đấy, thì xe Hàn Quốc option nó nhiều hơn. Nội thất nó đẹp hơn, option nhiều hơn và ngoại thất nó đẹp hơn. Và nó cũng rất là bền bỉ và khỏe mạnh. Không chẳng thua kém gì xe của Nhật cả. Không hề bị mất một phân cho chỉ nó luôn.
Đây, tất cả keo chỉ, không hề bị mất một phân keo chỉ nào nhé. Bốn kính chỉnh điện này, đấy, khóa kính, khóa cửa, đấy, và chỉnh gương đầy đủ luôn. Gương kính chỉnh điện đầy đủ. Phần cốp sau đây, máng nước đây, keo chỉ còn nguyên đinh tán còn nguyên các bác nhé, không hề bị bục mọt một chút nào cả. Keo chỉ đây, đấy. Keo chỉ đây. Một chiếc xe cực kỳ chất luôn các bạn, vỏ mỏng teng luôn. Đấy, không hề có một giọt bả nào. Đây, các bạn nhìn nha. Lốp sơ cua nó còn rất là mới. Và đặc biệt hơn nữa là cái phần cốp này. Đấy, lòng trong của cốp các bạn nhìn nha, rất là sáng, không hề bị xước xác hay là gì mọt gì cả. Đấy, các bạn nhìn nha, nguyên bản luôn. Sợ thật. Cốp rất là rộng các bạn nhá, rộng phải đến 1m2 ấy. Xe được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ thôi, 310 triệu đồng thôi. Giá trên em đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc. Bây giờ sẽ lổ máy cho các bác xem. À, cái về phần nội thất của con này thì là nội thất của con này gồm có những gì? Thì con này thì nó được tích hợp một túi khí an toàn này. Đấy, và có chế độ rảnh tay trên vô lăng chuyển bài. Đấy, mặt đồng hồ nó đây, xe chạy 8 vạn các bác nhá, 8 vạn chuẩn luôn. Đấy, 8 vạn chuẩn này. Điều hòa auto các bác nhá. Đấy, điều hòa auto lóng lạnh đầy đủ cả. Đấy, đồng hồ này, đĩa CD này. Đấy, CD sẽ 6 đĩa luôn. Cốp rất là rộng luôn. Đấy, các bạn nhìn này, tỉ tay có một cái cốp nữa. Đấy, rất là đầy đủ nhá. Ồ, bị mất cái gương ở đây rồi. Thì máy lổ rất là êm này, các bác nhìn không hề rung giật gì cả. Đấy, gang ti 800, không hề rung giật gì cả. Xe chạy chuẩn 8 vạn nhé. Các bác nhìn đây, vô lăng này nhìn rất là đẹp luôn, không hề xước xác gì cả. Máy lổ rất là êm các bác nhé. Tôi cam kết với các bác đây là một chiếc máy mà zin nguyên bản, đầu không hề bị chạm một chút nào luôn. Rồi, máy đang lổ các bác nhé, lổ rất là êm luôn, máy móc zin nguyên bản các bác nhé, máy móc đang cam kết là zin nguyên bản này, không hề tai nạn đâu đụng gì cả. Sassy đây, nguyên bản này. Keo chỉ có nguyên bản luôn. Nguyên bản hết các bác nhé. Đấy, không phải có một chút hơi thừa luôn đấy. Các bạn mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em theo số điện thoại 0358 286 286. Đấy, em Quang Hải Dương. Thì em cam kết với các bác đây là một mẫu xe không hề bị tai nạn đâm đụng hay ngập nước gì cả, máy móc zin nguyên bản nhé, và tất cả thân vỏ keo chỉ zin nguyên bản, form trước là còn nguyên, không hề bị mất kết cấu gì của xe cả. Đấy, tất cả nguyên bản hết, không hề tai nạn đâm đụng ngập nước gì cả. Thì chiếc xe này em đang bán với mức giá là 310 triệu đồng nhé. Thì bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Và các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe cũ khác
mẫu xe cũ khác ấy, thì hãy đăng ký vào nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày. Đây, em xin phép dừng video tại đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sau. Chào tất cả mọi người nhé.